Video trước thì chúng ta đã tìm hiểu về biến ngẫu nhiên rời rạc và những đặc tính của biến ngẫu nhiên rời rạc. Trong các video tiếp theo thì tôi sẽ trình bày về hai khái niệm khá là quan trọng, đó là giá trị kỳ vọng và giá trị phương sai của một biến ngẫu nhiên. Đây là cũng là những khái niệm mà có thể áp dụng cho cả biến ngẫu nhiên rời rạc và liên tục. Do vậy thì tôi sẽ trình bày khá là chi tiết trong phần này. Đầu tiên đó là giá trị kỳ vọng hay là trung bình của một biến ngẫu nhiên. Giả sử ta sẽ thực hiện một trò chơi 1.000 lần, trong đó mỗi một lần chơi ta sẽ nhận được một giá trị, phần thưởng là x, trong đó x có thể có các giá trị là bằng 1, 2 và 4, với xác suất lần lượt là 2/5, 10 phần, với xác suất lần lượt là 2/10, 5/10 và 3/10. Câu hỏi của chúng ta sẽ là giá trị trung bình mà ta nhận được sẽ là bao nhiêu sau khi chơi 1.000 trò chơi này. Như vậy mỗi một lần chơi ta sẽ nhận các giá trị là bằng 1, 2 và 4. Như vậy sẽ có khoảng trong đó có 20% khả năng ta sẽ nhận được giá trị bằng 1. Do vậy sẽ có xấp xỉ là 200 lần ta sẽ nhận giá trị là bằng 1. Sẽ có xấp xỉ là 5/10, như vậy sẽ là 500 lần ta sẽ nhận được giá trị bằng 2. Và có khoảng 300 lần ta nhận giá trị bằng 4. Đây sẽ là các kết quả ta nhận được. Và do ta cần lấy trung bình, do vậy ta cần chia cho 1.000 lần. Và như vậy giá trị này sẽ bằng, đó là ta có thể viết lại được bằng 1 nhân với 2/10 cộng với 2 nhân với 5/10 cộng với 4 nhân với 3/10. Như vậy ta sẽ định nghĩa giá trị trung bình hay là kỳ vọng của một biến ngẫu nhiên x sẽ được định nghĩa như sau: sẽ bằng tổng của giá trị x và nhân với xác suất để xảy ra x. Ở đây ta thấy tương tự, đó là giá trị x nhận được là bằng 1, 2 và 4, và ta nhân tương ứng với xác suất mà sẽ xảy ra giá trị đó là bằng bao nhiêu. Thì đây chính là công thức mà ta sẽ sử dụng để tính ra giá trị kỳ vọng. Ở đây ta có thể biểu diễn x theo một cách khác, đó là ta có thể biểu diễn theo một biểu đồ như thế này. X nhận ra chỉ là 1, 2 và 4 với xác suất là bằng, ở đây là 2/10. Năm phần 10 và 3/10. Như vậy ta có thể hiểu giá trị kỳ vọng sẽ là giá trị của x. Ở đây nếu như ta tính ra thì đây sẽ là bằng 2,4. Đấy, như vậy ta thấy là có giá trị trung bình là bằng 2,4. Giá trị kỳ vọng sẽ là giá trị trung bình theo số lớn khi mà ta có thể thực hiện các thí nghiệm nhiều lần một cách độc lập với nhau. Như vậy giả sử ta có thể chơi 1.000 lần hay là 1 triệu lần, và với mỗi một lần đó thì ta sẽ nhận giá trị là bằng 1, 2 hoặc là 4. Và ta tính trung bình cho tất cả các lần đó lại thì sẽ ra được giá trị của kỳ vọng. Và giá trị kỳ vọng đó sẽ được tính theo công thức như ở trên slide. Một ví dụ khác có thể như là chẳng hạn như bạn tung một con xúc xắc chẳng hạn, thì sẽ có giá trị là bằng 1, 2, 3, 4, 5 và 6 với cùng xác suất là bằng 1/6 chẳng hạn. Như vậy giá trị kỳ vọng sẽ là bao nhiêu? Giá trị kỳ vọng khi đó sẽ bằng giá trị chính giữa ở đây, giữa giá trị của 3 và 4. Vậy nó sẽ bằng 3,5. Như vậy nếu như bạn thực hiện tung xúc xắc một số lượng rất là lớn số lần, như 1 triệu lần chẳng hạn, thì sẽ có trung bình giá trị nhận được là bằng 3,5. Và một cách khác để nhìn cái giá trị này đó là chính là giá trị chính giữa của hàm phân phối. Đó là giá trị trung bình tổng hợp lại của các giá trị. Ở đây tôi muốn liên hệ giá trị kỳ vọng với giá trị trung bình khi mà ta tính cho tổng thể. Một ví dụ như ta có n học sinh trong một lớp học và ta sẽ đo chiều cao của từng học sinh là bằng xy, với y chạy từ 1 đến n. Và thí nghiệm là ta sẽ chọn ra một học sinh ngẫu nhiên ở trong lớp học đó, và ta gọi x đó là chiều cao của học sinh được chọn. Do là ta chọn một cách ngẫu nhiên, do vậy x sẽ là một biến ngẫu nhiên có các giá trị có thể có là bằng x1, x2, vân vân, xn.
Như vậy x có thể có các giá trị là bằng x1, x2 vân vân, xn. Như vậy là xác suất để từng giá trị này xảy ra là bằng bao nhiêu? Giả sử một điều đó là các giá trị x1, x2 vân vân đến xn là khác nhau. Thì xác suất để x gì xảy ra sẽ bằng là 1 phần n. Do là ta chọn ngẫu nhiên, do vậy mỗi một học sinh sẽ được có xác suất xảy ra được chọn là bằng 1 phần n. Kỳ vọng của x thì ta sẽ tính là bằng tổng của x nhân với p của x. Như vậy sẽ bằng tổng của xi nhân với 1 phần n. Ta có thể viết lại đó là bằng x1 cộng x2 vân vân cộng đến xn và chia cho n. Và cái công thức ở đây được gọi là giá trị trung bình. Đây ta chỉ đơn giản là ta tính tổng của các chiều cao của n học sinh và chia cho n. Đây chính là giá trị trung bình. Như vậy giá trị trung bình có thể được hiểu đó là giá trị kỳ vọng của biến ngẫu nhiên x. Đó là khi mà ta chọn ra một học sinh ngẫu nhiên từ lớp học đó thì giá trị kỳ vọng của biến x đó sẽ chính là giá trị trung bình. Tiếp theo chúng ta sẽ chứng minh một số tính chất của kỳ vọng. Đầu tiên đó là nếu như giá trị của x là luôn lớn hơn bằng 0 thì kỳ vọng của x sẽ lớn hơn bằng 0. Ở đây ta thấy là kỳ vọng của x đó là bằng tổng của x nhân với p x nhỏ. Và bởi vì các giá trị của x đều lớn hơn 0 và giá trị xác suất cũng sẽ lớn hơn 0. Do vậy tích của x nhân với x sẽ luôn lớn hơn bằng 0. Do vậy giá trị này sẽ lớn hơn bằng 0. Do là cả x và xác suất thì đều lớn hơn hoặc bằng 0. Tiếp theo đó là nếu như giá trị của biến x là nằm trong khoảng từ a đến b thì kỳ vọng của x sẽ nằm trong khoảng từ a đến b. Ở đây giả sử ta có một biến x có phân phối rời rạc, có rời rạc bất kỳ chẳng hạn như trên hình vẽ chẳng hạn. Trong đó giá trị nhỏ nhất là bằng a, giá trị lớn nhất là bằng b. Giá trị của x và đây là px. Thì ta thấy rõ ràng đó là giá trị kỳ vọng. Như trong phần trước chúng ta đã tìm hiểu đó là giá trị kỳ vọng sẽ là giá trị mà trung bình, sẽ là một giá trị nằm ở giữa của phân phối. Như vậy giả sử đây là giá trị kỳ vọng chẳng hạn. Như vậy rõ ràng giá trị kỳ vọng sẽ phải nhỏ hơn giá trị nhỏ nhất, sẽ phải lớn hơn giá trị nhỏ nhất và nhỏ hơn giá trị lớn nhất. Đó là một cách hiểu theo lý tính, theo lý thuyết. Còn ta có thể chứng minh một cái toán học như sau. Kỳ vọng của x ta biết là bằng tổng của x nhân với px. Mà ta biết là các giá trị của x đều lớn hơn hoặc bằng a. Do vậy giá trị này sẽ lớn hơn hoặc bằng tổng của a nhân với px nhân với x. Ở đây sẽ bằng đó là a là một hằng số. Do vậy ta có thể đặt ra ngoài bằng a nhân với tổng của px x. Và ta có tổng của xác suất của x sẽ bằng 1. Đây là tính chất của hàm phân phối rời rạc. Do vậy giá trị này sẽ bằng a. Tương tự thì tổng này cũng sẽ, ta có thể chứng minh tương tự đó là sẽ nhỏ hơn hoặc bằng tổng của b nhân với px. Như vậy đây chính bằng b. Do đó thì kỳ vọng sẽ lớn hơn hoặc bằng a và nhỏ hơn hoặc bằng b. Tiếp theo, nếu như c là một constant, tức là c là một hằng số, thì kỳ vọng của c sẽ đúng bằng c. Như vậy nếu c là một hằng số thì ta có là cái biến đó sẽ là một biến mà chỉ có đúng một giá trị là bằng c với xác suất là bằng 100%. Một. Như vậy kỳ vọng của nó sẽ bằng đó là tổng của c nhân với xác suất là bằng 1. Như vậy sẽ đúng bằng c.
Như vậy giá trị kỳ vọng đối với một hằng số sẽ đúng bằng hằng số đó.